Hello các bạn, hôm nay mình đi vào rừng để hái nấm đây. Nhưng mà không có nấm, mình hái cái cây dương sỉ này nè. Cây dương sỉ này là cây bò hai hàng nè. Cây dương sỉ này là bò hai hàng, nó về nó ngâm chua, ăn rất là ngon. Các bạn thấy cái cây dương sỉ nè, cái cây dương sỉ này rất là ngon. Các bạn về các bạn ngâm chua ở mấy cái tiệm đại hàng đó, nó bán á. Các bạn mà cứ đi vô trong mấy cái phật, mấy bạn hái mấy cái cây dương sỉ này về mấy bạn ngâm chua nha, rất là ngon luôn á mấy bạn. Coi nè, coi thành quả của mình đi hái nè. Đây là gọi là cây dương sỉ nha.